Thưa quý vị, Vĩnh Châu là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước, thông qua việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, với nhiều công trình dự án được triển khai thực hiện, cùng với sự hỗ trợ vốn sản xuất, chăn nuôi, tạo công ăn việc làm, những hộ nghèo đã tiếp cận được nhiều dịch vụ xã hội, mức sống cũng ngày càng nâng cao qua từng năm. Những năm trước đây, gia đình anh Thạch Chương ở ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu từng là hộ nghèo của địa phương. Nhờ được hỗ trợ vốn chăn nuôi heo và hỗ trợ cho vay vốn sản xuất, gia đình lại chí thú làm ăn, đời sống gia đình dần ổn định. Đây là điều kiện để gia đình vươn thoát nghèo tại địa phương. Nhà nước hỗ trợ được 10 triệu tôi về thực hiện nuôi heo. Tới nay thời gian là 5 tháng, bước đầu cũng thấy hiệu quả. Thời gian tới thì mình ra sức chăm sóc, góp phần phát triển kinh tế gia đình mình. Thì năm 2022 thì Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải được hỗ trợ 4 nội dung. Thứ nhất là chương trình chuyển đổi nghề, thứ hai là phát triển sức, thứ ba là nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, thứ tư là nhà ở đất ở. Thì kế hoạch năm 2023 thì được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thị xã thì xã cũng thực hiện nhiều cái mô hình. Trước tiên là bình nghị ra dân để bình chọn để xây dựng các mô hình trình diễn về phát triển sức cũng như chuyển đổi nghề cũng như là cái hỗ trợ nước sạch nông thôn. Và riêng năm nay thì có thêm cái chương trình là nhà ở cho người nghèo. Từ nguồn vốn từ chương trình năm 2022, thị xã Vĩnh Châu đã triển khai xây dựng nhiều tuyến lộ nông thôn, điển hình là tuyến lộ Dòng Me – Vĩnh Trung. Công trình có chiều dài trên 1.800m, mặt đường rộng 3,5m, có mức đầu tư gần 5 tỷ đồng. Đồng thời triển khai xây dựng tuyến lộ Xoài Côn – Khánh Hòa có chiều dài gần 1.000m, kinh phí đầu tư trên 2 tỷ đồng. Đến nay, các công trình đã được đưa vào sử dụng. Những năm qua, thị xã Vĩnh Châu luôn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng ở những nơi vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các xã phường có đông đồng bào dân tộc sinh sống, giúp cho người dân dễ dàng đi lại và vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, mạng lưới điện quốc gia cũng được hạ thế đều khắp, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trường học, trạm y tế xã cũng được đầu tư xây dựng mới, khang trang. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương cũng không ngừng phát triển. Khi các tiểu dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai, người dân rất đồng thuận và vui mừng phấn khởi vì chính họ là người thụ hưởng trực tiếp tại địa phương. Nhân dân hai khóm Dòng Me, Vĩnh Trung thì sau khi được nhà nước đầu tư thì công tác vận động nhân dân mà hiến đất thì toàn bộ là nhân dân đều đồng tình hết, không có ai mà cũng như là cản trở. Cái chuyện mà đi lại thì thuận tiện. Thứ hai là cái đường dần kiện đó, nhân dân muốn cất nhà hoặc là làm cái gì đó thì cái xe cộ nó về cũng dễ dàng, nhân dân rất phấn khởi. Người dân mình cũng vui mừng thấy nhà nước được lo hỗ trợ cho con đường từ khóm Dòng Me dài cho đến Vĩnh Trung. Thì thời gian qua mấy năm về trước thì coi như con đường nó cũng bị bể hang bể lỗ, rồi con nít học sinh này nọ nó đi cũng bị lầy lội. Thì coi như là nhà nước bây giờ cũng quan tâm làm cho dân chúng như vậy thì thấy cũng vui mừng. Trong năm 2022, thị xã Vĩnh Châu được bố trí nguồn vốn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 1 là 32 tỷ 295 triệu đồng để triển khai thực hiện 5 dự án và 4 tiểu dự án thành phần. Năm 2023, thị xã tiếp tục bố trí nguồn vốn thực hiện chương trình là 49 tỷ 102 triệu đồng để triển khai thực hiện 6 dự án và 4 tiểu dự án thành phần. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là trên 42 tỷ đồng, vốn địa phương đối ứng là trên 6 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được 800 triệu đồng để đầu tư hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất sinh hoạt, đặc biệt là đầu tư xây dựng cho những hộ dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tiếp tục chỉ đạo các cái phòng ban chuyên môn thị xã và ủy ban dân xã phường tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh cái công tác truyền thông về ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ đạo triển khai lồng ghép hiệu quả các cái nguồn vốn ngân sách từ các cái chương trình Mục tiêu Quốc gia, các chính sách an sinh xã hội, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để triển khai đồng bộ toàn diện của các cái nội dung của chương trình.
nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn được phân bổ thực hiện chương trình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần của chương trình, phát huy hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và giám sát của cộng đồng, bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ, sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân. Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, cho thấy những dấu hiệu tích cực từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc mang lại không chỉ nâng cao mức sống người dân mà còn tạo nên diện mạo nông thôn, vùng sóc ngày càng đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.